Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Vũ giới thiệu bán giùm anh Quân ở ấp Thừa Long, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre là ba cây mai. Giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng Vũ vô xem ba cây mai của anh Quân nha. Đây là cây này là gọi là Phước Lộc Thọ hả anh Quân? Rất là khó. Dạ. Cái này cái chiều ngang nó qua nhiêu anh Quân, đo thử anh Quân. Ngang có ba ba thanh nhẹ hả? Chiều chiều ngang của cái tán cây á. Ồ bự rồi ha. Vậy là khoảng 3 mét. 3 mét chiều ngang ở cái tán cây này 3 mét. Bên này qua bên này 1 mét rưỡi 3 mét. Cái chiều ngang cái tán cây 3 mét nha các bạn. Đây là ba gốc luôn. Ba gốc Phước Lộc Thọ. Ba gốc là Phước Lộc Thọ. Ai có nhu cầu mà đặt trước cây xăng hay là lấy sẵn rồi đó là ok. Anh đo chiều cao đó, hả? Chiều cao nó khoảng 3 mét luôn đi. Rồi. Nó cũng không cao gì mấy, chiều cao khoảng 3 mét. Chiều cao cũng 3 mét luôn nha các bạn. Để Vũ đi vòng cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Ba Phước Lộc Thọ này có cây giữa là xù, xù chánh xù luôn rồi đó. Có cây giữa là xù nha các bạn. Cái này mấy cánh anh? 5 cánh. 5 cánh hả? À. Ba ba góc đều vậy hết hả? Ba góc đều vậy hết. Ba góc này là một loại bông luôn. Một loại bông luôn. Cái ra rồi tôi cũng phải dạch cái nhánh nào bông nào chứ còn nhìn qua là không biết. Không biết là ba góc riêng. Rồi đo cái hoành thử anh, hoành cây thử coi. Mấy này vậy? Thấy không? Mấy thấy không? 23. Đâu? 50, 6, 55. 23 là trên cái thứ đó cái gì của mấy ông. À, tính cái dưới là 55 55. 55, 55 hoành. Là cây xù cái giữa đó. Cái giữa là 55 nha các bạn. Là 5 tấc rưỡi ha anh ha. 5 5 tấc rưỡi hoành. 5 tấc rưỡi hoành. Cái Rồi này là 3 tấc 8 hoành. Còn cây kế bên là 3 tấc 8 hoành. Rồi hai cây nó tương xứng vậy đó. Thôi chỗ lỗi rồi đàn. Cây bên đây ra. Cây này 3 tấc. Cây này 3 tấc nha các bạn. Không phải chuyên nghiệp cho nên không có thước dây. Dạ. Kệ mình tạm vậy được rồi. Cây này 3 tấc. Thì cô chú anh chị nào có mà muốn mua thì xuống đây đo lại chính xác. Mình chỉ sơ lược vậy thôi. Mình chỉ tham khảo. Rồi xong góc Phước Lộc Thọ nha các bạn. Ở cái giữa xù xù chấm xù luôn mà. Xù từ dưới lên tới trên luôn rồi. Bộ ba Phước Lộc Thọ này giá sao anh Quân cho giá luôn. 50. Giá 50 triệu luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Bộ Phước Lộc Thọ. Phước Lộc Thọ. Cái này là tự anh đặt hay sao anh Quân? Tự đặt nhưng mà mình thấy nó cũng trùng giống như mà đây là có ba ba ông Phước Lộc Thọ nè. Dạ. Ba tại vì nếu mà kêu tam tài thì nó phải dính vô một bộ trời chấm luôn, còn dạ. Nó rời ba cây. Rồi ba ổ cây này nó ló cái đế lên đẹp à. Cây nào cũng đẹp á, tại vì nói chung là mình không có định bán cho nên mình không có môi đế đâu để gì ra mình phe đâu, tại nay ngẫu hứng rồi. Như nó kia. Là như nó cũng có duyên. Có duyên á. Cây thứ hai cây này là tàn dù nha các bạn. Cái này cái hoành rất là lớn. Có đế rất là đẹp luôn. Hồi có cái rễ đó độc quá ha. Một đế này. Còn nữa. Để dữ lắm. Dạ nhưng mà anh chưa có môi lên.
Cái này là 69 của anh. 69 của anh. Rồi, cái tàn này các bạn rất là đẹp nha. Từ dưới trên gốc lên trên cành là 8 tấc, thốt thân 8 tấc. Dạ, thốt thân là 8 tấc nha các bạn. Ở chiều ngang nó ra cái này phải 4 thước. Hồi nãy cái bờ này phải 4 thước. Dạ. Cái tiều cái tán ngang khoảng 4 thước nha các bạn. Quay vòng cái bộ rễ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Ở đây nó có tự nhiên nó mọc lên cái tược ha. Tự nhiên anh bị tức mình sao anh mọc lên. Đọc ha. Này bộ rễ đẹp hả? À, nói chi bộ rễ này, cây này thì sỏi còn gọi là bàn chảy cái bộ rễ cây này nó hết. Để em bốn chạy đường năm rắp luôn. Cây này ra giá nhiêu anh? Cái này 50 triệu. Cái này giá anh Quang bán là 50 triệu nha các bạn, có thương lượng ha? Không thương lượng. Không thương lượng luôn. Cây này lâu lắm mà cũng khoảng mấy chục. Như phải 30 năm rồi. 30 năm đã lên chứ còn nhỏ là gốc rất là lớn. Cây mai này là năm cánh là bông chùm nha các bạn. Năm cánh bông chùm cái này là nói chung là bao bông luôn, bông không đẹp là không không lấy tiền á. Dạ. Đây là mai giảo Bến Tre ha. Giảo Bến Tre 12 cánh. Cây này là cây thứ 3 nha các bạn. Cái tàn đó anh có đo thử nhiêu không anh? Tàn đo 4 mét luôn đi. 10 cái này bao nhiêu cánh anh? 12 cánh luôn nha các bạn, giảo. Cái hoành này rất là lớn luôn. Ở chừng nó có cánh cắn cái đọt nhỏ. Nó cũng ở dưới rễ nó nổi lên. Này 62, 6 tấc 2. 6 tấc 2. 6 tấc 2 anh rồi. Cái này là lão mai sinh quý tử. Lão mai xanh quý tử hả? Ờ. Vậy là nó có xanh ra cây này hả? Cây con lão mai xanh quý tử. Ờ. Này có xanh ra cây con nha các bạn. Là tao có rễ nó tự nó nhảy ra luôn. Tự nó nhảy ra luôn. Không biết là cái này cái rễ là cái hộp gì mình không biết, nhưng mà về tôi thấy là nó cũng ok, tại vì cái phần này là cái phần đốc phần biết của cây. Ờ. À, nhưng mà giờ nó lại có thêm một cái cây này thì cũng là 12 cánh đi cây luôn. Dạ. Tôi mới gọi là lão mai xanh quý tử. Dạ. Như là mai mẹ xanh mai con ha. Quá đã ha. Cây này cũng lâu năm, cũng khoảng 20-30 năm đó lên. Cây này là 35 năm mà bà cô giáo bà nói, của bà cô giáo ở bên nước. Dạ. Là bà nói cây này 35 năm rồi. Dạ. Vậy là cái chủ mai còn nhớ không à? Chủ mai còn nhớ. Bà nhớ là hồi đó bà dạy có mấy từ ba của cái người học sinh đó là đem từ Chợ Lách về cho bà tặng cho bà. Dạ. Thì phải vô ngành đó, thì phải vô ngành mới dạy cái trường học đó đó. Dạ. Là ba của đứa học sinh đó là đặt cho bà cái mai này từ. Mình kỷ niệm là nhớ. À, cho nên phải nhớ kỷ niệm. Mà tại vì bà bán là lý do là đậu lấn vô quá rồi, bà buộc phải bán cách nước cho bà xịn hết. Dạ. Rồi anh cho giá cái này luôn anh. Cái này 100 triệu. Dạ. Giá cây mai này là 100 triệu nhân cô chú anh chị và các bạn. Cho nó đầy bông đầy cành đầy lá lên là đồng chất, còn cái này là không đồng chất. Dạ. Rồi Vũ chỉ quay sơ để cô chú anh chị tham khảo ba cây mai. Nếu cô chú anh chị nào có thiện chí mua thì
xuống gặp anh Quân rồi xem mai cho nó kỹ luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Một cây này còn trái còn quá chừng luôn, tết là bông không, không mà lặt bỏ bớt. Chưa ở không lặt á. Lít cả đống luôn mà mình không có kịp. Dạ. Thời gian đó rồi. Thì anh Quân tại lý do nhà chật thì anh Quân muốn nhường ba cây này lại để cho bà con nào có nhu cầu xài về săn sóc có tốt hơn. Ảnh thì không có thời gian. Lúc nào nhà chật, lúc nào không có thời gian. Dạ. Máy sắp hết pin luôn rồi. Thôi Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ.